Còn cái nữa là trên kênh YouTube của mình sẽ giveaway mỗi tuần và livestream giveaway vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Và video này mình sẽ có một cái mini game nhỏ nhỏ, không biết anh à, sau anh có hỗ trợ tài chính không? Bán thiếu. Ok thiệt luôn. Đúng. Ok, thì với dịch vụ hỗ trợ tài chính của bên Food Gear Hat thì mình sẽ chọn một đôi bất kỳ nào đó để chạm giveaway. Đôi nào đang hot bây giờ anh? Hey, hôm nay tôi lĩnh lương không ạ? Đúng hơn là ứng trước nửa tháng lương. Thì tôi có 2 tờ 500 ở đây. Và hôm nay tôi sẽ đi mua giày với 2 tờ 500 này. Và tất nhiên là giày chính hãng rồi. Thì sao nhỉ, không phải là mua mấy cái giày thượng đình hay gì đâu nhá, mà mua những brand như là Vans, Adidas, Nike gì đó với 1 triệu trong tay. Và hiện tại thì tôi đang ở đường Cô Bắc Phú Nhuận. Nhớ là Cô Bắc Phú Nhuận nha, chứ không phải là Cô Bắc quận 1 đâu. Và đây có một shop giày mà hay bán những cái món đồ khá là giá rất là mềm ấy. Những cái món đồ thời trang giá chỉ còn tầm 500 ngàn với 1 triệu thôi. Thì bây giờ mình các bạn sẽ vào shop nhá. Bên ngoài kia thì nhà đang xây dựng hay xây cái gì đó khá là ổn, nên là mình vào trong shop luôn. Hiện tại thì mình đang đứng trong shop Food Gear Hat và mình sẽ giới thiệu cho các bạn về tổng quan những mặt hàng tại shop trước khi vào từng món đồ chi tiết ha. Ở đây thì là họ bán đồ new nhá, chứ không giá rẻ quá, các bạn lại tưởng high end. Giá từ 300 ngàn tới những đôi cả gần chục triệu. Thì như các bạn thấy ở đây, mình cũng biết tới Food Gear Hat từ cái đợt sale những mẫu Van, những mẫu Adidas, cả cái Nike và Puma nữa, giá chỉ từ 350 ngàn thôi. Đây thì hầu như là những mẫu giày cũ kiểu để lâu ấy. Còn ngoài ra thì ở đây các bạn thấy kệ này, nguyên cái kệ bự này là những cái mẫu giày giá chỉ từ khoảng tầm 500 ngàn tới 1 triệu. Những mẫu như là Van, Fila này. Van thì ở đây cũng khá nhiều mẫu như là Van Authentic, Van Full và cả Era bên kia nữa. Ở đây Era và những cái mẫu Fila như thế này. Mình khá là thích những cái mẫu Fila kiểu như này ấy, khá là phong cách, phối đồ nhìn khá là cháy ấy. Lát mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn nha. Còn ở kệ bên này thì các bạn thấy những cái mẫu của Adidas là MLB. Mẫu này mới ra này. Giá MLB ở đây khá là tốt, chỉ từ 1 triệu 2 thôi. Cũng đủ những cái mẫu trend bây giờ. Cả mẫu MLB Mew này cũng thế này. Hay là của LA, New York Yankees và Boston nữa. Đối với bên này thì Human Ray. Cho các bạn xem đôi giày này. Đây là đôi Human Ray. Các bạn đọc được chữ gì không? Nhân loại đây. Là đôi giày này được làm dành cho Việt Nam đó các bạn. In chữ nhân loại đây luôn. Đôi này hình như là anh Duyệt mới review xong. Mới review cách đây cũng chỉ khoảng 1 tuần thôi. Ở trên đây thì có Ultra Boost. Và như các bạn thấy thì hai đôi gì. Ultra Boost là Mucasso. Đây là cái màu mà kiểu như là hầu như mọi người đều chọn màu này thì vì nó dễ mang và nó dễ mang đồ đấy. Còn đây là hai đôi gì thực sự thì hai đôi này thì mình không biết là đã release chưa, đã phát hành chưa nữa, nhưng mà không biết phải chưa nhỉ. Mẫu này thì mình không chắc đã phát hành chưa, nhưng mà mẫu này thì chắc chắn là chưa được bán chính thức. Nhưng mà đồ ở đây thì các bạn cứ đảm bảo chính hãng 100% nhé. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì họ có vào nhiều cái mẫu này á, là có cái điều đặc biệt á. Mẫu này tên là gì anh Hải nhỉ? Đây là Mono Ice. Mono Ice. Và các bạn thấy là cái phần thân của nó được làm bằng lưới, kiểu vải lưới. Nên là nó sẽ không in tem lên phần thân được. Và cái tem của đôi gì này sẽ được in ở lót thẳng rượu, đó. Còn bên đây thì chúng ta sẽ có những đôi Air Max 97, Air Force One. Air Force One này là Air Force One Nike Bayou. Nói dễ hơn là bạn sẽ tự custom và Nike sẽ làm theo cái mẫu mà bạn tự custom đó. Ở đằng sau này thì mình không nhớ kỹ lắm, nhưng mà hình như mỗi bên được 3 ký tự. Bạn có thể chọn 3 ký tự như là VTH hay là VKL hay là bất kỳ cái gì đó, bạn sẽ được custom ở đây. Còn đợt này Nike Bayou thì được custom tự, kiểu họ cho mình custom á, lâu rồi, cách đây vài năm rồi. Nhưng mà đợt này thì họ lại ra những cái mẫu kiểu làm sẵn ấy, làm theo tone màu của Gucci, làm theo tone màu của Jordan 1 Chicago chẳng hạn. Là giá của Air Force 1 này là bao nhiêu vậy?
dao động 2 triệu tới 3 triệu không? 2 triệu. Vậy là cũng giá tốt chứ, tại vì F1 Worldwide là đã khoảng tầm 2 triệu 8 rồi. Bây giờ những F1 mọi người tìm rất nhiều, đặc biệt là đây là size men nha các bạn. Còn size nữ thì đôi khi là các bạn mang giày fit thì cái giá sẽ thấp hơn được một chút. À đây, vừa nãy thì mình có giọt qua shop á, thì được anh giới thiệu đôi giày này, khá là hay. Về cơ bản thì nó giống như là đôi Nike của Fishman F1 G-Dragon á. Khi mà bị xước thì nó sẽ chảy ra cái phần da và sẽ hiện một cái màu khác, một cái lớp khác ở đây. Và đằng sau thì nó không có chữ E như bình thường, vì khi các bạn làm chảy ra thì mới có, thì phải thường là như thế. Và cái dấu scoop này nó cũng khá là hay. Thường là thấy trên những đôi Air Max 1. Xong cái mắt chữ này ở đây. Cái đôi Air Max 97 này online ngày xưa nó hot tới nỗi mà khi mà họ bán hết những cái phối màu online ở trên website ấy, mà lượng mua khách vẫn nhiều quá, nên là tụi mình phải đặt họ custom phối màu online để ship về. Nếu bạn nào đang sở hữu một đôi Air Max 97 online mà có cái đế ngoài màu IC ấy, thì đó là cái đôi custom, cái đôi Nike Bayou. Cái box nó sẽ đây này, cái bóc như thế này này, Nike Bayou. Những đôi Air Max 97 ở đây thì giá dao động chỉ là 2 triệu và hơn 2 triệu một chút thôi. Ở trên đây thì cũng có nhiều mẫu khác nữa. Ở shop ở công ty hát thì mình thấy khá là nhiều những cái mẫu kiểu lạ các bạn. Mẫu nào ta? Air Max 90 này chưa thấy bao giờ này. Là không biết là tên là gì luôn, cái tem là in bên ngoài này. Đây là của cái con này là hiện tại là nó là nói về những người shipper của Thượng Hải, là kiểu như Uber, Grab đồ này nọ, là cái phần 5 sao này kiểu như là kiểu đánh giá, đánh giá đồ này nọ. Cái phần bill này là kiểu như là họ hay mua kiểu Grab Food á, họ mua về, họ bán về cho người mua đó. Đằng này là đây là cái phối màu về cái xe. Thường ở trên Thượng Hải là họ di chuyển bằng cái xe mà kiểu giao hàng có cái phối màu như thế này. Đây, đó. Có những người họ làm taxi hay Grab Food kiểu chạy về xe thì họ thường những cái màu nổi để cho mình dễ nhận biết hơn. Mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn cái tem này, mình thấy cái tem nó khá là đặc biệt đấy. Và ở trong phần lưỡi gà nó có những sang hai ở đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đôi này bên mình có còn nhiều sang ngay. Đây là size 42, là size luôn, lát mình thử cho các bạn xem nhé. Nói chung ở đây có nhiều cái đôi đặc biệt lắm, để cho mình cho các bạn xem kỹ hơn. Với lại hàng cũng về liên tục á, đợt này đang xem nên là chắc là cũng bị vợi hàng đúng không? Các bạn có thể check ở trên fanpage, mình sẽ để fanpage của họ, mình sẽ để ở đây. Cái đường link mình sẽ để mô tả nhé. Bên anh có website không? Có website đúng không? Mình sẽ để website ở đây. Đó, các bạn phải check cái website. Ngoài ra thì đôi Air Max 97 này có một cái phối màu này khá là lạ đấy. Trong đôi gà của chị Black này nhìn nó khá là giống đôi Sin Wonderful, một đôi Air Max 90-1 đấy. Các bạn biết đó không? Bên trên nó cũng làm ở chất liệu Corray y hệt như vậy. Và cũng nhiều phối màu nhìn rất là đẹp, nhưng mà không phải là cùng một bộ sưu tập nha. Đôi này ngoài thị trường ấy, thì mình thấy bán khoảng tầm mấy trăm đô nhỉ? 400-500 đô đó, khoảng tầm 90 triệu. Đôi này bên anh bán ra sao đây? Đây là 3,750 triệu. Khoảng tầm gần một nửa giá thị trường. Chắc là chỉ có một size thôi anh, hay là có nhiều size? Size bây giờ rồi cùng một đôi cuối cùng. Đây, một đôi này của Nike nữa. Nike hay có kiểu râu nọ cắm cầm bạc kia. Đôi này nó là một kết hợp đủ các loại vào với nhau thì thành cái đôi này. Cái tên của nó là cái gì Vision ấy, nhìn chung là thiết kế từ tương lai. Ở đây rất hay có cái kiểu đấy, nhưng mà nhìn cũng hay ấy nhỉ. Và ở trên đây thì ở đây F1 online này. Đây là con hàng quốc dân mà được cái ở đây là lúc nào cũng full size các bạn. Giá cũng khá là tốt nữa, khoảng tầm hơn 2 triệu thôi. F1 online hiện tại đang có size nam nữa các bạn. Đôi này thì mình không biết đôi này tên là gì ấy, nhưng mà nó có cái tem ở đế này. Đôi này là... Đây là... Dìu. Mà nó Why Not Zero. Why Not Zero. Trời, nó có cái tem ở trong nhìn tâm linh vậy. Rồi hay nhất là nó cái tem nó in ở là dưới đế như thế này. Đây là người bóng rổ mà mình không chơi bóng rổ nên mình cũng không biết nhiều đâu. Chỉ lifestyle thì biết thôi. À, đó. Ở đây có cả giày kit cho các bạn này.
xíu. Cái kệ nó bị hắt hủi từ nãy giờ. Ngoài giày ra thì bên họ còn bán cả phụ kiện và những cái món đồ như là túi này, alo này, tất này. Đây là kiểu dây giày thắt dây thông minh nhé. Món đồ này khá là tiện lợi. Và cả mũ của Nike, Bep. Ở đây thì có các phụ kiện như của Iba, túi của MLB này, và một cái túi hologram của AD. Cái khá là đẹp. Chúng ta thử cái túi cho các bạn xem nhé. Nhìn có điểm nhấn liền đúng không? Rồi, tiếp theo là cái khu vực giày. Nhìn hiền nhất ở khu này, đó chính là khu vực Jordan. Và Jordan ở đây, cô anh, đây là tất cả mũ Jordan ở shop cho anh. Có đang vẻ thêm hay là... Cũng có đang vẻ thêm. Nhìn xa cứ tưởng off-white các bạn, nhìn cái phần lưỡi gà này. Chất liệu như Jordan này thì mình thấy là xịn. Các bạn nhìn cái phần da này rất là mềm luôn. Jordan. Đây là khu vực của Jordan 1 các bạn. Jordan 1 thì rất là nhiều mẫu. Thực ra có cả Jordan dòng khác nữa nhưng mà đa số là Jordan 1. Như mẫu này, theo tiết lộ của anh chủ thì Zidaki đã mang đôi này trong đợt nào nhỉ? Winter War là đôi này. Đôi này thì hiện đang bán mức giá là 3 triệu mấy anh? 3 triệu 750, mức giá khá là tốt đấy. Và cũng sắp ra Rap Việt mùa 2 rồi nên là các bạn nên lựa cho mình một đôi Air Force One, một đôi Jordan 1. Nói một hồi những cái đôi mấy triệu với cả chục triệu không mà tôi quên mất là cái budget của tôi chỉ có 1 triệu thôi. Nên là bây giờ tôi phải quay lại thực tế là hàng này đây. Tôi phải lựa trong cái khu này là khoảng tầm từ 500 đến 1 triệu. Ở đây là Fila này, tầm là nhiêu vậy nhỉ? Fila là đâu này là 650. 650 này, ven là cũng tầm khoảng tầm 500-650 đúng không? Thế thì tôi vẫn còn dư khoảng tầm mấy trăm nữa. À đây, tiện dẫn dụ các bạn luôn. Giới thiệu các bạn là đây là cái những mẫu áo New Era có mặt tại shop New Era này. Nếu bạn nào xem mình review nhiều thì thấy mình thường xuyên mặc áo New Era. Về chất liệu của hãng này ấy thì phải nói là cực kỳ tốt luôn. Bao giặt máy, bao sấy nóng các kiểu luôn. Mình mặc một năm rồi mà cái cổ nó vẫn rất là đẹp. Form nó đứng rất là ok. Cái áo này không phải áo New Era nhưng mà video khác mình hay mặc ấy. Đã áo New Era thì là giá nhiêu anh? 390. 390 với 650 là... Nói chung là nó vượt một tí. Lát làm tròn cho TikToker. Làm tròn 1 triệu đúng không anh? Đúng rồi, làm tròn 1 triệu là... TikToker. Không bị vượt phụ khác. Vậy là theo kế hoạch là chúng ta sẽ mua một cái áo New Era kèm theo một đôi giày gì đó khoảng tầm 650 ngàn ở đây. Em là chắc mặc nếu mà oversize sẽ L cho đẹp. L thì em cũng L á. Cho mình cái size L. Giá là cũng có những cái mẫu dưới 650, cũng có những mẫu trên 650 đúng không? Đúng rồi, nó từ 500 đến 1 triệu. 500 đến 1 triệu, đa phần là khoảng tầm 650. Trên này thì có Puma đấy nhưng mà 1 triệu 1 triệu 2 lận. Thôi khi nào có tiền thì sẽ quay lại sau. Ở đây thì những cái này khá là đẹp này. Những đôi giày mà kiểu chunky ấy, kiểu hầm hố như thế này này mà được kết hợp da lộn vào thì mình rất là thích. Thì cảm giác đôi giày nó chắc chắn hơn, cái phần upper nó xịn sò hơn và bền hơn ấy. Đi cái chân thì nó cũng kiểu ngầu bụi một chút nữa. Ở đây thì là Van Oakley. Mẫu này chắc là hơn 650 ngàn rồi. Nhìn là biết luôn rồi, thôi bỏ qua. Mẫu này giá sao anh? Mong là nó bằng. Mẫu đó là đúng rồi, 650. Đúng, 650 luôn hả? Là có size không anh? Size 41 hoặc 42? Mẫu này hiện tại đang có 38, 39, 40, 5, 41, 42. Còn đó hình như thực ra là Van ấy, là 40.5 của nó là 8 US là bằng với 41 của AD. Thì nếu mà theo size US là mình mang 40.5. Giác mình cứ thử 40.5 hoặc 41 đi. Cái mẫu nào vừa size thì mẫu này chắc là thấy là đẹp nhất này. Cái vải của này nó khá đặc biệt, cho các bạn xem. Thì nó không phải là cái vải canvas như bình thường mà cái sợi gân của nó to một chút nhưng mà nó cũng không phải là chloride. Và cái màu đỏ mận này thì ok đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử hai cái món đồ mình vừa mới mua. Chỉ với 1 triệu đồng thì mình mua được gì?
Đây, có nghĩa là ngày hôm nay là một ngày đi mua sắm hiệu quả của mình. Với 1 triệu thì mình đã có một cái áo New Era và kèm theo một đôi Van gì gì đó chỉ 650 ngàn. Và tất nhiên là hàng chính hãng, và các bạn nhìn cái form rất là khôn. Thì đi một cái quần rộng như mình ấy mặc này, quần này chắc các bạn lên Shopee mua đầy ấy, thì nó sẽ rất là hợp. Đây là một cái outfit đúng là basic để các bạn đi học ấy. Và cái giá này thì nó cũng rất là học sinh sinh viên nữa. Đó. Và ở đây thì còn rất nhiều cái mẫu khác này. Chắc là mỗi bạn sở thích, thì nếu các bạn có cơ hội hoặc các bạn gần đây bạn tới, địa chỉ của mình ở đây là bao nhiêu Cô Bắc đây? 19-38 19-38 Cô Bắc, Phú Nhuận. Nhớ là Phú Nhuận các bạn. Phú Nhuận. Phường 1 Phú Nhuận. Đừng lên Bùi Viện rồi qua Cô Bắc ở đó thì không chịu nhiệm nhá. À đó, còn cái nữa là trên kênh YouTube của mình sẽ giveaway mỗi tuần và livestream giveaway vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Và video này mình sẽ có một cái mini game nhỏ, không biết anh à. Shop anh có hỗ trợ tài chính không? Bán thiếu. Ok. Ok thiệt luôn. Đúng. Ok, thì với dịch vụ hỗ trợ tài chính của bên Food Gear Hat thì mình sẽ chọn một đôi bất kỳ nào đó để chạm giveaway. Đôi nào đang hot bây giờ anh? Hiện tại là MLB bên anh thì tất cả các mẫu luôn, hầu như tất cả các mẫu đều bán ok hết. Mẫu là mới đi. Đây, mẫu mới đây, hiện mẫu tại. Mẫu mới ra đúng rồi. Hiện tại đây có cái mẫu cookie này là mới. Cookie MB cookie thì chắc là mẫu này là không được, mẫu này thì lại nó bị kiểu bạn nữ mang ấy. Em cần một mẫu nó unisex một chút để cho các bạn nam bạn nữ mang đều được. Ok, bạn làm có được. Cái monogram. Chắc là em nghĩ là đôi MB monogram đi. Với vẻ mặt uy tín thì mình đã mua chịu được đôi monogram này để làm giveaway cho các bạn. Thì cứ là chơi đơn giản thôi, các bạn là làm theo hướng dẫn mà mình để trên đây này. Và các bạn thực hiện ngay trên video rồi nhá. Thì lịch quay livestream của mình là vào khoảng tầm 9 giờ tối thứ 6 mỗi tuần. Các bạn nhớ theo dõi nhá. Ngoài ra thì thường mình đi review áo và các local brand ấy, thì mình cũng được cho khá là nhiều đồ áo này, túi linh tinh. Nên là mình sẽ quay cùng vào tối hôm đó luôn và cùng lấy cái số mà các bạn đã comment đấy. Ok. Và các bạn yên tâm, mình quay tới khi nào chúng thì thôi, nên là cứ thoải mái chơi, có thể rủ anh em bạn bè dòng họ cả lớp vào chơi cũng được. Và đôi này nhá, đôi này có giá là nhiêu anh nhỉ? Đang bán ở Footgear là 1.550.000. Cũng rẻ ha, vậy cũng nhẹ người. Một tháng lương nữa của 1 triệu, vẫn thiếu 500, tháng sau là trả hết được. Ok, và hôm nay thì đó là toàn bộ cái video của mình quay về một ngày review tại Food Gear Hut. Và đây là một cái địa chỉ mình nói là uy tín và có mức giá cực kỳ phải chăng, cực kỳ là học sinh sinh viên. Các bạn là nên tới đây để xem, tại vì là trong video mình không thể nói hết được những cái mẫu có tại shop đâu. Hoặc là các bạn check website nhá, bên đây thì có website nên là dễ dàng các bạn ở xa check hơn, có ship code, có tất cả mọi thứ dịch vụ. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Và chúc các bạn chơi mini game may mắn.